Xin chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với chương trình tin tức của chúng tôi ngày hôm nay Kính thưa quý vị và các bạn thân mến Sự thật nào đằng sau bài viết Nghi ngờ Linh Mục Đặng Hữu Nam có con riêng Trong lúc toàn thể dư luận viên Việt Nam đang hướng về giáo Phận Vinh Nơi nổ ra các cuộc chiến chống Phomosa bảo toàn sự sống của giống nòi Việt Những người giáo dân cũng như Linh Mục không chỉ gặp phải muôn ngàn khó khăn áp lực trước những việc làm không được sự đồng thuận đến từ phía chính quyền địa phương mà còn phải đối diện với những chuyên chiêu trò vu khống lập lờ câu chữ trong việc đưa thông tin đến từ báo đài các trang mạng bình vực mù quáng cho đảng nhà nước để đánh lừa dư luận khiến dư luận hiểu không đúng hiểu không tốt về hình ảnh của người giáo dân và các linh mục một ví dụ điển hình là mấy trong thời gian vừa qua cộng đồng sinh hoạt mạng internet ở Việt Nam đã đọc được một trang thông tin nói nghi vấn Linh mục Đặng Hữu Nam có con riêng của tác giả Doan Lê Hùng. Việt Nam Thời Báo đã vào cuộc làm rõ sự thật về nguồn tin này. Ngay từ tiêu đề của bài viết tác giả Doan Lê Hoàng đã khéo léo đặt dấu hỏi biểu hiện sự nghi vấn hàm ý nguồn thông tin trong bài viết do tác giả viết chưa biết trả lời đúng hoặc sai thế nào trong ngôn ngữ diễn đạt không ai cấm tác giả bài viết thể hiện dấu câu hàm ý. Tuy nhiên, một khi bài viết đã được thông tin rộng rãi và công khai lên cộng đồng mạng Internet thì dĩ nhiên lượng người đọc cũng sẽ tỷ lệ thuận theo sự phong phú về cách hiểu và cách diễn đạt đúng hoặc sai, mù quáng hoặc tinh ý là tùy vào mỗi người. Đại khái nội dung bài viết nghi vấn linh mục đặc hữu nam có con riêng của tác giả Doan Lê Hoàng đã dựa vào một tấm ảnh chụp được cảnh linh mục đặng hữu nam, quản xứ giáo xứ Phú Yên xã An Hòa huyện Kình Lưu tỉnh Nghệ An, Trực thuộc giáo phận Vinh đã chăm sóc chu đáo cho một bé trai trong bữa ăn. Tác giả bài viết cho rằng đây là sự thân mật đến khó tin và chính cái cách linh mục nam cho bé trai trong bức ảnh ăn có thể khiến nhiều người đi đến suy nghĩ, chính linh mục nam là cha xác thịt khác với cha thiêng liêng mà nghề nghiệp của chính linh mục nam đang cho ông có được cái tư cách này của em bé. Từ điểm này, tác giả Doan Lê Hoàng đã viện dẫn giáo lý công giáo số 1579 theo đó. Một khi đã dẫn thân vào đường tu để làm linh mục thì bất cứ ai bắt buộc phải thực hành luật độc thân chứ không riêng gì linh mục. Từ nguồn thông tin trong bài viết của tác giả Doan Lê Hoàng, việt nam thời báo đã vào cuộc gặp gỡ và trao đổi với linh mục đặng hữu nam để tìm hiểu câu trả lời sự thật được linh mục nam khẳng định bé trai trong bức ảnh mà tác giả doan lê hoàng đưa trong bài viết nói nghi vấn linh mục đặng hữu nam có con riêng không phải là con do linh mục nam đẻ ra tức không phải là người cha xác thịt như bài viết của tác giả doan lê hoàng đã nói là nghi ngờ Tiếp nữa, Linh Mục Đặng Hữu Nam cho biết gia đình và người thân của bé trai này đang có đang còn hiện diện, cũng là một gia đình giáo dân, Linh Mục Nam khẳng định. Thứ nhất, tôi khẳng định rằng đó không phải là con mà tôi đẻ ra. Thứ hai nữa là gia đình này đang còn hiện diện. Gia đình này có một điều hơi đặc biệt là ông bố, bà mẹ có đến 7 người con và cậu bé này là con trai duy nhất của ông bố, bà mẹ này tất cả những người chị đều là những người lớn tuổi người con này cũng đã nhận được một ân huệ của thánh antôn cậu bé này có những dấu chỉ rất lạ nên gia đình người ta muốn gửi cho giáo dục đào tạo linh mục nam cho bài viết của tác giả doan lê hoàng thể hiện một chiêu trò không hề lạ cũng giống như bao báo đài các trang mạng của nhà cầm quyền cộng sản đã tìm mọi cách để triệt hạ vu khống hoặc làm hạ uy tín của những người đấu tranh bất công xã hội, cổ vũ tự do dân chủ và nhân quyền cho Việt Nam. Đây là chiêu trò từ xưa nay chứ không phải bây giờ mới có. Linh Mục Nam lý giải thêm về bài viết của tác giả Doan Lê Hoàng. Và có một điều nếu người ta tinh ý trong bài viết của họ thì người ta sẽ tìm ra chìa khóa ở đâu. Chìa khóa là bởi vì họ bảo rằng nếu không phải là một người cha xác thịt thì làm sao có thể chăm sóc chu đáo một đứa bé như thế chỉ có con đẻ của mình mà thôi điều này không biết người ta nghi ngờ dựa trên tình yêu hay là sự chu đáo của tôi qua sự chăm sóc của đứa trẻ ấy thì điều này có gì không điều này đối với những thành phần còn lại của nhân loại sẽ không có gì cả nhưng đối với cộng sản đó là điều người ta nắm bắt bởi vì sao bởi vì cộng sản mà ở tại việt nam chúng ta biết là cộng sản để cướp quyền để cướp của người ta sẵn sàng giết cả ân nhân của mình rồi để giữ ghế giữ quyền người ta sẵn sàng giết cả con cái của mình. Bằng chứng là cho đến ngày hôm nay Việt Nam đối với những người có chuyên quyền, những người nằm trong Đảng Cộng sản Việt Nam không được phép sinh con thứ ba. Nếu gia đình có hai đứa thì đứa thứ ba chắc chắn phải phá. Linh Mục Đặng Hữu Nam lý giải tiếp sở dĩ tác giả Doan Lê Hoàng có suy nghĩ nghi ngờ tình thương của người cha thiêng liêng dành cho bé trai là vì một con người, một hệ thống chính trị, một hệ tư tưởng mà người ta không có tình yêu, không có tính người mà người ta căn cứ vào điều lợi, vào cái chức, cái quyền thì người ta sẽ không tin vào tình yêu. Cho nên, khi thấy một con người có tình thương với con người như thế thì người ta sẽ bám víu vào đó. Trong một chừng mực nào đó người ta cũng lấy cái đó làm nghi vấn rằng linh mục Đặng Hữu Nam có con riêng. Điều này tôi thấy chỉ có một điều và ai tinh ý sẽ nhìn ra là chuyện bình thường đối với nhân loại nhưng sẽ bất thường đối với cộng sản Việt Nam bởi họ không có tình yêu dù là tình yêu dành cho cha mẹ hay con cái của mình. Bản thân linh mục Đặng Hữu Nam và giáo dân ở giáo xứ Phú Yên nói riêng, giáo dân và linh mục ở giáo phận Vinh nói chung, thời gian qua đã lên tiếng rất nhiều cho bất công xã hội, biểu thị một chính kiến phản biện cho công lý và sự thật đã đấu tranh quyết liệt để chống Formosa nhằm bảo vệ môi trường sống, bảo vệ sự bình an của sống nòi. Vì lẽ này mà linh mục Đặng Hữu Nam cũng như các linh mục khác và số đông giáo dân đã chịu đựng không ít khó khăn những lời lẽ quy chụp không đúng sự thật bị bêu xấu trên truyền thông nhà nước, các trang mạng lề đảng. Tiếp nữa, nhà cầm quyền tìm mọi cách để hạ bệ vu khống bôi nhọ và mạ lị nhất là để làm sao đánh phá danh dự uy tín của người đấu tranh. Đây là cách họ đang làm. Cộng sản họ không từ một thủ đoạn nào, tôi phải dùng đến từ mưu hèn kế bẩn để đánh phá. Họ không đánh phá được kiểu này thì họ sẽ đánh phá kiểu khác. Với cộng sản, họ sẵn sàng đối xử với cha mẹ, vợ con của mình không có tính người thì làm sao họ đối xử đối với người có tư tưởng đối lập với họ? Họ coi là kẻ thù lại có tình người được. Lời của linh mục Đặng Hữu Nam có thể nói qua bài viết nghi vấn linh mục đặng hữu nam có con riêng của tác giả doan lê hoàng đã củng cố thêm cho một chứng minh người có người tốt người xấu truyền thông có truyền thông bẩn và truyền thông sạch nhưng tốt xấu hay bẩn sạch suy cho cùng đều do ở con người với hệ tư tưởng như thế nào sẽ cho ra sản phẩm ấy là điều hiển nhiên và cũng không lấy gì làm khó hiểu linh mục Tôn Đặng Hữu Nam được nghỉ mục vụ vì nói chuyện chính trị. Những ngày gần đây dư luận xôn xao về việc linh mục Antôn Đặng Hữu Nam đang quản xứ Mỹ Khánh thuộc giáo phận Vinh bị cho nghỉ mục vụ theo thông báo của tòa giám mục xã Đoài giáo phận Vinh. Linh mục Antôn Đặng Hữu Nam là một linh mục từ khá nhiều năm nay nổi tiếng bởi sự dấn thân hy sinh và đồng thời luôn đồng hành cùng với người dân, những nạn nhân của nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam. Việc lên tiếng của Linh Mục An Tôn Đặng Hữu Nam cũng như việc đồng hành cùng với người dân đã làm cho nhà cầm quyền Nghệ An nói riêng và nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam nói chung hết sức lúng túng và khó chịu. Họ lúng túng bởi những lời nói những lạc làm bênh vực cho quyền lợi giáo dân cũng như lương dân của Linh Mục An Tôn Đặng Hữu Nam là những việc chính đáng thuộc quyền cơ bản của người dân mà họ không thể có cách nào giải thích ngược lại. Những tội ác của nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam bị phơi bày như trong vụ tạo ra thảm họa biển miền Trung, hàng vạn người dân Nghệ An mất nghề nghiệp, công việc và tài sản cũng như những độc hại lâu dài đối với dòng giống con cháu của họ đã bị nhà cầm quyền phớt lờ. Những tiếng kêu của người dân đã không thấu đến tai bất cứ một cơ quan công quyền nào. Khi đó, Linh mục An Tôn Đặng Hữu Nam đã đứng lên tổ chức cho người dân kiện Formosa Hà Tĩnh. Việc làm đúng tình người, đúng tình thương đòi buộc đúng luật pháp hiện nay và được lòng dân bất kể lương giáo đã làm cho nhà cầm quyền hoảng loạn và nhiều chiêu trò bẩn thỉu được tung ra. Hàng loạt các trang mạng do an ninh cộng sản lập ra kết hợp với đám dư luận viên hội cờ đỏ đã hậm hực xuyên tạc và bôi xấu đối với việc làm của ngài. Thậm chí công an chính quyền còn tổ chức việc động thủ dùng quân đồ đánh đập ngài cũng như nhiều chiêu trò bẩn thỉu khác. Thế nhưng với bản linh kiên cường, với bản lĩnh kiên cường, với nhận thức đầy đủ quyền, trách nhiệm và nghĩa vụ của một tín hữu, công dân và nhất là một linh mục dấn thân cho người dân, ngài đã vượt qua tất cả. Và khi đến mức không thể dừng được những đòn bẩn, những áp lực về mọi mặt đối với linh mục Anton Đặng Hữu Nam, nhà cầm quyền đã dùng một cách khác hơn, đó chính là dùng chính bàn tay giám mục người quản lý của ngài. Chiêu bài dùng bàn tay của các bề trên của Đức giám mục đối với các linh mục tu sĩ và nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam không ưa đã được sử dụng nhiều lần ở nhiều nơi trong giáo hội Công giáo Việt Nam và đã đem lại cho nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam một số thành công nhất định tất nhiên điều đó chỉ thành công ở một số nơi mà giáo quyền bị khuất phục trước chính quyền bạo lực nắm mưu nhiều kế và mưu hèn kế bẩn mà thôi ở những nơi có một bề trên vững vàng chính nghĩa biết lý luận và sử dụng đúng mức quyền của mình thì nhà cầm quyền cộng sản dù có lắm chiêu trò cũng không có tác dụng gì Tại giáo sứ Thái Hà Hà Nội năm 2008 khi nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam không thể nào dùng vũ lực chiếm đoạt được đất đai của giáo sứ, không thể dẹp yên lòng dân bằng súng đạn, vũ lực thì nhà cầm quyền Cộng sản Hà Nội đã đề nghị và ra lệnh trục xuất một số linh mục tu sĩ dòng chúa cứu thế. Thế nhưng, điều đó chỉ làm trò cười cho thiên hạ và làm dày thêm những chiếc mò đắp lên mặt của nhà cầm quyền Cộng sản bởi chẳng ai có quyền trục xuất công dân khi họ không vi phạm pháp luật. Các ngài vẫn điềm nhiên làm những công việc mục vụ của mình trong tình yêu thương của giáo dân khắp nơi. Tại giáo phận Hưng Hóa trước đây, khi một linh mục thường đề cập đến những vấn đề đời sống của người dân, những việc nhà cầm quyền lạm quyền hà hiếp người dân thì nhà cầm quyền đã thông qua tòa giám mục để điều chuyên điều chuyển và qua đó gây nhiều phiền nhiễu và cuối cùng là kỷ luật vị linh mục đó. Từ đó thì người dân ngậm đắng nuốt cay với những chiêu trò bóc lột tham nhũng và hà hiếp như cũ, còn quan hệ giữa tòa giám mục và chính quyền lại đề huề vui vẻ. Ngay tại giáo phận Vinh cũng không thiếu chiêu trò ma quỷ. Đã có thời gian trước đây, một số linh mục đã phải liên tục chuyển xứ này qua xứ khác, dù việc điều chuyển chẳng theo một quy định thông lệ truyền chuyển nào chỉ vì đến đâu các linh mục này cũng đã đấu tranh cho quyền lợi người dân ở đó và do vậy sẽ phải đối đầu với công quyền thối nát nhiều vị linh mục bị giám mục chuyển đi nơi khác chỉ vì có công văn của ủy ban nhân dân tỉnh gửi đến yêu cầu chuyển linh mịch mục đó ra khỏi địa bàn đang được giao phục vụ và được giáo dân nhiệt thành quý mến đang đấu tranh cho quyền lợi của họ thậm chí một số nơi nhà cầm quyền cộng sản việt nam còn mặc cả với đức giám mục về việc chuyển hoặc không chuyển linh mục nọ linh mục kia đi đến đâu tùy theo ý của mình họ còn mặc cả với đức giám mục không di chuyển linh mục nọ đi bất cứ nơi đâu cho đến khi vị linh mục này ép dân phải giao xong đất cho nhà nước làm dự án thì khi đó nhà cầm quyền không thể ép được người dân rời bỏ nhà cửa đất đai tài sản của mình một cách vô lý bất kể luật lệ và điều ai cũng biết là những vụ chuyển dịch linh mục như vậy đã không đem lại điều tốt đẹp cho giáo hội, cho giáo dân với những quyền lợi linh thiêng cũng như quyền lợi sát sườn trong đời sống của họ ngoại trừ việc đem lại lợi ích cho Đức Giám Mục được vui vẻ, yêu thân với đi đâu được tiếp đón lòng trọng vì đã làm hài lòng nhà cầm quyền Cộng sản. Với linh mục Anton Đặng Hữu Nam, nhà cầm quyền Nghệ An cũng đã dở trò này. Ngày 7 tháng 10 năm 2016, Lê Xuân Đại, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Quỳnh Lưu đã công văn số 7533 Ủy ban nhân dân trên NC nội dung như sau: đề nghị cụ giám mục giáo phận Vinh chấn chỉnh các hoạt động mục vụ của linh mục Đặng Hữu Nam và không bố trí linh mục Đặng Hữu Nam tiếp tục hoạt động mục vụ trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Thế nhưng, điều này đã không được đáp ứng bởi năm 2016 không còn là những năm của 2013 về trước. Khi câu chuyện Mỹ Yên xảy ra, nhà cầm quyền Cộng sản Nghệ An lập tức trở mặt với Đức Giám Mục Phaolô Nguyễn Thái Hợp. Hàng loạt báo chí được huy động vu cáo thoá mạ và kết tội Đức Giám Mục Nguyễn Thái Hợp với những ngôn từ bẩn thỉu nhất là hành học nhất nhằm tạo lên cơn lên đồng tập thể như vụ Tổng giám mục Giuse Ngô Quang Kiệt mấy năm trước đó. Những người tỉnh táo thấy một điều hài hước rằng cũng chính những tờ báo này của nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam trước đó chưa lâu còn đăng những bài viết ca ngợi Đức Giám Mục Nguyễn Thái Hợp lên tận trời xanh rằng thì là ngài có tài cao học rộng hiểu biết lẽ đời thân ái mến khách và là một con người yêu quê hương đất nước. Thôi thì đủ cả mọi lời có thể dùng để ca ngợi theo cách của Cộng sản thế mà chỉ ngay sau đó đã trở mặt ngược lại để nhổ ra những lời lẽ bẩn thỉu nhất mà không thấy ngượng mồm khi chính chúng đã nhổ ra rồi liếm lại nhanh chóng. Nhưng điều mà những người tinh ý thì thấy rõ một điều khác là ngay sau những bài báo ca ngợi đức giám mục là những bài viết thóa mạ vu cáo và cái tội vô cớ những linh mục đứng về phía người dân bênh vực những nỗi thống khổ của người dân điều đó là khi đó người ta mải mê đọc những bài báo lời hay lẽ đẹp mà quên mất những bài báo độc địa đằng sau đó và những linh mục dấn thân đó trở nên cô đơn và bị điều chuyển đi nơi khác. Sau sự kiện Mỹ Yên, mối quan hệ tốt đẹp giữa tòa giám mục và chính quyền Nghệ An không còn được tốt đẹp mặn mà như trước. Đức giám mục Phaolô Nguyễn Thái Hợp chắc chắn cũng hiểu hơn về những người cộng sản trong thực tế, nó không ngu dại như ta tưởng. Chúng chỉ ngu dại khi hành động và nghĩ đến việc chung, còn những mưu ma chức quỷ thì chúng có thừa. Điều người ta thấy rõ là đu dây với Cộng sản chẳng bao giờ cho một kết quả tốt đẹp. Từ đó, Đức Giám Mục đã gần gũi hơn với những người đau khổ của nhân dân, của các giáo sứ, giáo họ, của những vấn nạn mà người dân đã và đang phải chịu những việc làm, lời nói của Đức Giám mục Phaolô Nguyễn Thái Hợp qua vụ Formosa, bênh vực quyền lợi người dân, lo lắng trước tiền đồ dân tộc, đất nước đã càng làm cho nhà cầm quyền Nghệ An tức tối và hậm hực, nhưng lại đi sâu vào đời sống người dân được tin yêu và quý mến hơn. Thế rồi, ngài về giáo phận Hà Tĩnh làm giám mục tiền khởi và giám mục An Phong Alfonso Nguyễn Hữu Long được chuyển về cai quản giáo phận Vinh điều mà mọi người biết về giám mục alfonso nguyễn hữu long thời gian trước đó là những hình ảnh của ngài đi lăn lộn với giáo dân vùng tây bắc những năm còn làm giám mục phụ tá ở giáo phận hưng hóa có thể nói rằng giáo phận hưng hóa một thời gian dài đã chìm đắm trong nạn trắng tôn giáo bởi các tỉnh tây bắc cố thủ với chính sách vùng trắng tôn giáo do vậy việc lăn lộn với giáo dân nơi đây của đức cha phụ tá Alfonso Nguyễn Hữu Long với những chuyến mục vụ lội rừng leo núi với những thánh lễ nơi tạm bỡ nhếch nhác đã làm nhiều người xúc động và hy vọng. Người ta cũng đã thấy những hình ảnh ngài bị coi thường ra sao khi một tay phó chủ tịch tỉnh tiếp ngài hết sức sắc sược tại Lai Châu. Người ta hy vọng vị giám mục mới về với giáo dân giáo phận Vinh vốn mạnh mẽ, đông túc và nhiệt thành sẽ cùng đồng hành đồng sinh đồng tử với giáo dân. Người ta hy vọng Ngài sẽ thật sự được mang mùi chiên trên bước đường đi của Ngài những năm về với đàn chiên đông đúc tại đây. Kể từ khi Đức Giám Mục An Phong Xô Nguyễn Hữu Long về giáo Phận Vinh, tờ báo Nghệ An đã bắt đầu những tin tức liên tục về những cuộc gặp gỡ chào mừng của chính quyền Nghệ An đối với tòa giám mục cũng như những cuộc chào mừng cảm ơn Đức Cha đến không chỉ cấp tỉnh mà còn cả cấp huyện. Ở đó Đức Cha được nghe cán bộ huyện giảng bài và yêu cầu ngài hướng dân người công giáo sống phúc âm trong lòng dân tộc, tốt đời đẹp đạo, đồng hành cùng với Đảng bộ chính quyền huyện xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp văn minh. Có vẻ như đây ở đây ngài được trọng vọng hơn khi ở Tây Bắc nên ngài cũng tích cực thăm hỏi, gặp gỡ hơn các quan chức chính quyền. Và người ta thấy ái ngại con đường cũ lại hiện về trước mắt của nhiều giáo dân. Bởi điều ai cũng biết khi đã gần gũi nhiều với đàn sói thì hẳn nhiên mùi chiên sẽ dần phai nhạt để mang lấy mùi sói là chuyện bình thường. Thế rồi, điều người ta thấy khá ngạc nhiên khi ngài đã lên tòa dạng vào lớp thường huấn linh mục, ngài cấm các linh mục giao dạng chuyện xã hội, chuyện chính trị. Và hôm nay, việc điều chuyển linh mục Anton Đặng Hữu Nam đã làm dấy lên một câu hỏi. Một sự nghi ngờ hết sức lớn lao trong cộng đồng không chỉ giáo dân mà cả những người trong, ngoài nước yêu chuộng sự thật, công lý và hòa bình. Trên bản thông báo của Tòa Giám mục Giáo Phận Vinh về sự thuyên chuyển các linh mục trong giáo phận, linh mục An Tôn Đặng Hữu Nam chỉ một dòng ngắn ngủ như sau, nguyên quản xứ Mỹ Khánh nay được nghỉ mục vụ. Rồi sau đó khi bản chính thức đưa lên có thêm dòng chữ tạm nghĩa là nguyên quản sứ Mỹ Khánh này được tạm nghỉ mục vụ. Điều này đã ngay lập tức gây đến một làn sóng nghi ngờ và nhiều câu hỏi được đặt ra tìm hiểu nguyên nhân nào mà một linh mục như linh mục Nam lại được tạm nghỉ mục vụ, đó là được hay buộc phải. Và chúng ta quyết định tìm hiểu nguyên nhân chuyện này. Trả lời chúng tôi linh mục Anton Đặng Hữu Nam cho biết Ngài rất bất ngờ khi nhận được tin đó từ các linh mục bạn bè thông báo, trước đó ngài không hề biết về quy định này. Trước đó khá lâu, đức cha Alfonso đã gặp ngài và nói về chuyện những bài giảng, việc làm của linh mục, nhưng với tinh thần cởi mở và thẳng thắn, ngài đã trao đổi với đức cha về những điều mình làm hoàn toàn phù hợp với luật pháp, giáo lý và nhất là với lương tâm của một con người và hôm nay ngài nhận được câu trả lời từ đức cha Alfonso Nguyễn Hữu Long về lý do ngài được nghỉ mục vụ là vì ngài đã nói chuyện chính trị và không có lợi cho tôi. Theo sách giáo lý giáo hội công giáo thì giáo hội là dấu chấm chỉ và là sự bảo vệ cho tính cách siêu việt của nhân vị con người. Giáo hội tôn trọng và thăng tiến sự tự do chính trị và trách nhiệm của công dân. Thông điệp niềm vui của tin mừng Envarelli Gaudium của Đức Thánh Cha Francisco nói rõ không ai có thể đòi tôn giáo phải bó gọn trong một nội cung của đời sống cá nhân, không có ảnh hưởng gì tới đời sống của xã hội và quốc gia, không quan tâm gì đến sự lành mạnh của cơ chế dân sự, không có quyền đóng góp ý kiến về các vấn đề ảnh hưởng tới xã hội, một đức tin chân chính, không bao giờ dễ chịu hay cá nhân luôn luôn bao hàm một ước muốn sâu xa là biến đổi thế giới, truyền thông các giá trị làm cho thế giới này phần nào tốt hơn khi ta gặp nó. Nếu quả thực việc điều hòa trật tự công bằng của xã hội và nhà nước là một trách nhiệm chính trị khi hội thánh không thể đứng bên lề cuộc đấu tranh cho công lý. Mọi kỳ tu hữu bao gồm cả các mục tử của họ được kêu gọi bày tỏ quan tâm đối với việc xây dựng một thế giới tốt đẹp hơn. Hội Thánh nối kết sự dấn thân của chính mình với sự dấn thân trong lĩnh vực xã hội của các hội thánh và các cộng đồng hội thánh khác, dù trên bình diện suy tư về học thuyết hay bình diện thực hành. Trong sách Ducat, lời của Đức Thánh Cha Francisco có đoạn, các con cũng hãy đi vào chính trị nữa hãy đấu tranh cho công lý và phẩm giá con người đặc biệt cho những người nghèo nhất trong những người nghèo tất cả các con là giáo hội vậy thì hãy đoán chắc rằng giáo hội này sẽ được biến đổi rằng giáo hội vẫn còn đang sống bởi vì giáo hội thừa nhận chính mình bị thách thức bởi những tiếng kêu than của những người bị tước đoạt, bởi tiếng kêu xin của những người khốn cùng và bởi những người chẳng có ai đoái hoài quan tâm. Thomas More, vị thánh được tuyên phong làm quan thầy của các chính khách và chính trị gia đã nói rằng, không có gì có thể tách con người khỏi Thiên Chúa, cũng như không thể tách chính trị khỏi luân lý được. Vì mọi mặt đời sống xã hội đều liên quan đến chính trị, đặc biệt là các nước mà chế độ độc tài cai trị dân chúng, việc lên án những hành vi bóp nghẹt cướp đoạt quyền con người của công dân là điều càng khẩn thiết. Giáo hội công giáo cấm các giáo sĩ, hàng giáo phẩm tham gia các đảng phái chính trị nhưng khuyến khích công giáo tham gia chính trị như một hành động bắc ái cần thiết làm cho xã hội thăng tiến bằng cách đóng góp khả năng của mình điều luật mới của đức giám mục giáo phận vinh điều mà nhiều giáo dân giáo phận vinh hết sức ngạc nhiên kể từ khi đức giám mục an phong sô so, nguyễn hữu long về cai quản giáo phận đó là lần trong dịp khánh thành nhà thờ họ đồng bầu giáo sứ mỹ yên ngài đã thẳng thừng cấm các linh mục nói chuyện chính trị xã hội trên tòa giảng Đoạn video này đã được tung ra cho các dư luận viên để rêu rao rằng Đức Giám Mục Giáo Phận đã cấm các linh mục nói chuyện chính trị và các chuyện về tình hình xã hội, đất nước chỉ chăm và lo cho việc giao dạng lời Chúa mà thôi. Còn việc đất nước, xã hội dù có mất nước, mất lãnh thổ hoặc tham nhũng, thối nát, hà hiếp dân lành thì đã có đảng và nhà nước lo. Những ai không vâng lời thì đó là người chống lại công giáo. Điều đó, điều này đã làm cho nhiều giáo dân hoang mang, lo lắng. Người ta nghĩ rằng có lẽ khi đó vì Ngài mới về giáo phận, chưa kịp tìm hiểu về tình hình ở đây. Bởi chính giáo sứ Mỹ Yên này, cách đó mấy năm nhà công quyền Cộng sản Việt Nam đã dựng lên câu chuyện khởi tố bắt giáo dân một cách vô pháp luật, đồng thời trở mặt như lật bàn tay khi đã có văn bản hứa hẹn thả người vì đã thi hành luật rừng tại đây. Văn bản hứa hẹn của nhà cầm quyền đóng dấu đỏ chết, nhưng chỉ ngày hôm sau, chính nhà cầm quyền đã thể hiện bản chất lưu manh cháo trợ của mình khi dựng chuyện gài bẫy đánh đập và bắt bớ giáo dân tại đây. Bởi nếu ngài biết câu chuyện ở Mỹ Yên, hẳn ngài sẽ tự hỏi rằng những giáo dân nhiệt thành ở đây bị vu cáo, bị lật lọng, bị chính quyền và công an đầy đọa một cách rừng rú như vậy mà không có tiếng nói của các giáo dân của các linh mục thì ai, ai sẽ là người đứng ra bênh vực và bảo vệ họ? Và nếu nói về những chuyện oan khuất, về sự cháo trở của nhà cầm quyền cộng sản đối với họ thì có gọi là nói chuyện chính trị hay không? Người ta cũng tưởng chỉ có thế, rồi ngài sẽ hiểu ra vấn đề và đó coi như một sự lỡ lời nhất thời khi mới về giáo phận. Nhưng không, lời cấm đó được nhắc đi nhắc lại trong cuộc thường huấn linh mục cũng như tĩnh tâm của linh mục năm và nhiều dịp khác. Thế nhưng Đức giám mục Alfonso Nguyễn Hữu Long đã không nói rõ cho giáo dân linh mục biết được việc đó ngài đã nương theo giáo luật, pháp luật hay ngài chỉ theo ý riêng mình, nghĩa là luật riêng của giám mục giáo phận. Và ngài cũng đã không định nghĩa cho các giáo dân và hàng linh mục trong giáo phận biết như thế nào được gọi là chính trị thế nào là chuyện chính trị và thế nào là chuyện đời sống là kinh thánh giáo huấn xã hội hay những điều nào được giao dạng còn điều nào thì cấm bởi một linh mục cũng như những giáo dân trưởng thành và bất cứ công dân nào cũng đều có thể hiểu rằng mọi mặt trong đời sống con người đều liên quan đến chính trị từ đồng thuế người dân đóng hàng ngày qua mọi thứ họ đụng đến như điện, đường, trường, trạm, xăng dầu, thóc, gạo, từ chuyện môi trường bị ô nhiễm, từ chuyện quan chức tham nhũng, cướp bóc, lạm quyền, cho đến ngay cả làm từ thiện theo điều dân dạy cho kẻ đói ăn, cho kẻ khát uống của những linh mục bị nhà cầm quyền ngăn cản. Nếu Đức Giám Mục Giáo Phận chưa rõ, xin hãy hỏi vị tiền nhiệm Paulo Nguyễn Thái Hợp về trường hợp đoàn xe từ thiện của giáo sứ Song Ngọc bị ngăn cản ra sao. Vậy, những điều nào được nói đến và điều nào không được giao dạng? Thiết nghĩ rằng, nếu cấm nói đến vấn đề chính trị thì hẳn Đức Giám Mục phải biên soạn ra một quấn từ điển những từ ký húy kỵ mà Linh Mục tuyệt đối không được nói đến để lưu hành trong giáo phận. Và nếu xét một cách đơn giản nhất, thông thường nhất, chúng ta có thể thấy rằng 10 điều dân của Thiên Chúa và 6 điều dân của Hội Thánh cũng đều phải cấm tuyệt đối trên tòa giảng. Bởi vì khi đó, nếu các linh mục giảng phải thờ phượng Đức Chúa Trời và kính mến người trên hết mọi sự thì đã không đúng với chủ trương của Đảng và của nhà nước. Bởi ở Việt Nam, những người dân chỉ được tin tưởng hoàn toàn tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng mà tin vào sự lãnh đạo của Đảng, nghĩa là tin vào chủ nghĩa vô thần, không có Chúa, mẹ nào hết. Do vậy linh mục nào giao thẳng giao giảng điều răn thứ nhất sẽ bị quy vào nói chuyện chính trị. Khi đó, nếu các linh mục giảng rằng chớ kêu tên Đức Chúa Trời vô cớ, hẳn nhiên đã là nói chuyện chính trị. Bởi ở Việt Nam chỉ không được phép kêu tên Đảng và bác Hồ của Đảng vô cớ mà thôi, còn trong văn học báo chí và sách vở thì kêu tên Chúa Trời là chuyện nhỏ, chuyện vặt. Khi đó, nếu các linh mục giảng rằng chớ làm sự dâm dục chớ lấy của người, chớ làm chứng dối, hẳn là đã nói chuyện chính trị. Và khi nói đến điều đó, phản đối những điều đó, có nghĩa là phản đối, cạnh khóe, ám chỉ đến quan chức cộng sản là những kẻ ăn chơi chắc táng, tham nhũng, cướp bóc của dân như cơm bữa, dối trá, từ trên xuống dưới cả một hệ thống trở thành bản năng. Và nếu các linh mục giao giảng chớ giết người thì hẳn đã nói chuyện chính trị. Bởi như vậy là phản đối ngay cả chính sách dân số của Đảng và Nhà nước. Bởi chuyện phá thai mà Đảng và Nhà nước đang chủ trương công khai và ngày càng phát triển trên mọi miền của đất nước. Nói đến điều này, có thể có người sẽ cho rằng nói như vậy là quá là không thực tế. Nhưng không hẳn. Hẳn Đức Giám Mục An Phong Sô Nguyễn Hữu Long đã có lời đã có thời làm Giám Mục Phụ Tá tại Hưng Hóa nếu để ý đến lịch sử giáo phận này thì sẽ đọc được những cuốn sách kinh của giáo phận thời Đức Giám Mục Du Xe Nguyễn Phụng Hiểu 1990-1992 đã xuất bản tại đây với kinh phúc thật chỉ có 7 mối. Chỉ vì để xin phép được in sách kinh là điều hết sức khó khăn trong chính sách chèn ép và tiêu diệt công giáo bằng mọi hình thức, cuốn bản sách kinh được gửi đi hết tháng nọ đến năm kia không được phê duyệt in đến khi được duyệt in một số lượng hạn chế thì kinh phúc thật tám mối bị loại bỏ luôn điều thứ tám thứ tám ai chịu khốn nạn vì đạo ngày ấy là phúc thật vì chưng nước đức chúa trời là của mình vậy khi kiểm duyệt đến câu này, nhân viên kiểm duyệt sợ hãi, chịu khốn nạn vì đạo ngay và nước trời nên cắt luôn cho gọn Thế là kinh này cả thế giới có 8 mối, riêng ở đó nhà nước Cộng sản Việt Nam chỉ có 7 mối thôi. Trước tình hình cần thiết giáo phận đồng ý để in, sau đó báo hại các cha các thầy ngồi dùng bút mực viết thêm vào đó điều thứ 8 trong kinh này. Tưởng rằng việc đó chỉ ở thời chính quyền Cộng sản mông muội nhưng không hẳn vậy. Nếu ngày nay Đức Giám Mục ăn phòng sô Nguyễn Hữu Long ra luật mới cấm các linh mục nói về chính trị thì chưa rõ các ngài sẽ giao dạng vì điều gì đây. Nếu điều luật này của Đức Giám Mục An Phong được áp dụng để hài lòng nhà cầm quyền Cộng sản Nghệ An, thì có lẽ 10 điều dân của Đức Chúa Trời cũng như 6 điều dân của Hội Thánh cũng cần kiểm duyệt và bỏ bớt đi một số điều nhạy cảm chính trị. Nghĩa là điều duy nhất các linh mục có thể làm trên các tòa giảng để không phạm vào tội nói chuyện chính trị mà Đức Cha là chỉ câm lặng hoàn toàn. Và nếu vậy thì xin nêu sáng kiến như sau. Trong quá trình đào tạo linh mục giáo vận giáo phận trước hết nên tổ chức cho bệnh viện xã đoài tiến hành phẫu thuật cắt lưỡi các chủng sinh cho yên tâm. Trở lại đoạn video trên, Ngài đã nói rằng chỉ được giao giảng yêu thương không được giao giảng cấm nói chuyện chính trị xã hội, là những điều làm buồn lòng anh chị em của ngài. Không được nói những điều xúc phạm đến Chúa, đến nhau, không được nói đến những gì làm buồn lòng Chúa. Ngài sợ điều đã xảy ra ở đền thờ Jerusalem khi Đức Chúa Giêsu đã có hành động để trả lại sự thánh thiện cho đền thờ của Chúa. Những giáo dân phía dưới ngơ ngác không hiểu Đức Cha muốn nói, Chúa của ngài ở đây là ai? khi các linh mục giảng về những vấn đề chính trị xã hội, bởi điều ai cũng biết dù giảng về điều gì thì chẳng bao giờ các linh mục xúc phạm đến Thiên Chúa. Ở đó, những lời có thể coi là xúc phạm khi nói đến chính trị xã hội, đó là chính quyền cộng sản thối nát và tàn bạo dối trá. Vậy phải chăng Chúa của ngài ở đây chính là nhà cầm quyền cộng sản? Ngài cũng cấm không được nói về những bất công. Nặng nạn bóp người dân qua chuyện đóng góp tiền bạc. Chẳng lẽ ngài muốn tiếp tay cho nạn thu học đường và những cách ngăn chặn theo ý nhà cầm quyền khi các linh mục giáo phận Vinh đang dẫn đầu bài trừ tệ nạn này? Đức cha An Phong Sô Nguyễn Hữu Long cũng nói rằng ở đó chỉ nói những điều tốt đẹp để xây dựng đức tin, đức mến, cộng đoàn, hòa thuận. Nhưng quên mất rằng làm sao có thể hòa thuận, làm sao có thể xây dựng được một đức tin, đức mến khi bất công đang tràn ngập xã hội và len lọi mọi ngõ ngách trong đời sống. Và Ngài cũng quên rằng, chính ở nơi đền thờ đó Đức Chúa Giêsu đã phải hô lên, nhà ta sẽ là nhà cầu nguyện đến nguyện thế mà ngươi đã biến thành xào huyệt của bọn cướp. Còn ở đây nhà cầm quyền Cộng sản đã không chỉ biến những mỗi ngôi nhà thờ mà cả nước này đã thành hang trộm cướp Thì làm sao có thể chỉ giữ cho mỗi ngôi nhà của mình Ngài sợ rằng Nếu nói vậy sẽ mất đi sự thánh thiện Ở nơi nhà thờ của Ngài Nhưng Ngài đã quên rằng Có những ngôi nhà thờ cần được sự thánh thiện hơn Đó là tâm hồn những người tiến hữu Xin chân thành cảm ơn thời gian theo dõi của quý vị và các bạn Đã dành cho chương trình của chúng tôi đến phút cuối Hãy để lại những lời bình luận góp ý ở bên dưới video để giúp chúng tôi thực hiện các chương trình kế tiếp một cách tốt hơn. Hãy bấm nút chia sẻ để sự thông tin được lan tỏa đến với nhiều người hơn. Hãy bấm nút đăng ký để trở thành thành viên tích cực của kênh. Và đừng quên bấm vào hình quả chuông bên cạnh nút đăng ký để nhận được những thông báo nhanh nhất, sớm nhất về các chương trình của chúng tôi sắp phát hành. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình kế tiếp của chúng tôi.